mỗi ngày đến trường là một niềm vui. Đúng vậy các bạn ạ, trường học chính là ngôi nhà thứ hai của mỗi chúng ta. Nơi đây ta có những kỷ niệm đẹp đẽ, ngây thơ, trong sáng và hồn nhiên của tuổi học trò. Cũng chính nơi đây ta học được nhiều kiến thức trong cuộc sống, để từ đó ta có những cái nhìn lạc quan, những ước mơ, những hoài bão về chính tương lai của mình. Đến với cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm nay, chủ đề cuốn sách tôi yêu, tôi xin tự giới thiệu, tên tôi là Hoàng Trọng Quý, là giáo viên trường tiểu học Cẩm Lộc. Hôm nay xin giới thiệu với bạn đọc cuốn sách mang tựa đề Môi trường mọi khi của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Trong suốt những năm tháng cuộc đời mỗi con người, chắc hẳn tuổi học trò chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất, đáng nhớ nhất mà không ai có thể quên được. Bản thân tôi cũng không ngoại lệ. Những năm tháng đẹp đẽ ấy đã được tác giả Nguyễn Nhật Ánh tô đậm hơn trong cuốn sách Môi trường mọi khi. Cuốn sách là câu chuyện đầy thú vị về các cô cậu học sinh mới lớn đã có sự trưởng thành nhưng vẫn đong đầy, trong sáng, tinh nghịch và năng động. Đây cũng chính là cuốn sách mà tôi tâm đắc muốn giới thiệu với bạn đọc. Nhắc đến Nguyễn Nhật Ánh, chúng ta đều biết ông là người con miền quê Quảng Nam, sinh ngày 7 tháng 5 năm 1955. Trước khi trở thành nhà văn, ông là thầy giáo dạy văn ở trường trung học phổ thông. Trong 20 năm trở lại đây, ông được biết đến là một cây bút vô cùng quen thuộc với các độc giả lứa tuổi thanh thiếu niên qua hơn 100 tác phẩm lớn nhỏ. Với ngôn ngữ giản dị, xây dựng nhân vật có cá tính, có chiều sâu của thế giới tâm hồn, cùng tình tuyệt truyền chân thực, độc đáo, cuốn hút, mỗi sáng tác của Nguyễn Nhật Ánh đều rất thành công trong việc hấp dẫn các độc giả ở khắp mọi lứa tuổi. Bạn đọc thường biết đến ông qua các tác phẩm về thời học sinh cấp 1, cấp 2. Chính vì thế, Môi trường mọi khi, cuốn sách viết về lứa tuổi học sinh phổ thông lại trở nên đặc biệt hơn cả. Xuất bản bởi nhà xuất bản trẻ, Môi trường mọi khi đến nay đã được tái bản không dưới 25 lần. Bìa cuốn sách với tông màu chủ đạo là màu xanh rêu ấm áp và đầy cuốn hút. Ấn tượng nhất chính là hình ảnh minh họa về những cô nữ sinh mang trên mình tà áo trắng dài tinh khôi, trên môi nở nụ cười rạng rỡ. Tuy hình vẻ hết sức giản đơn còn có phần ngoạch ngoạc, mang nét trẻ con nhưng lại hoàn toàn phù hợp với nội dung câu chuyện, giúp truyền tải ý nghĩa của tác phẩm. Đặc biệt, những dòng tiêu đề như tên tác giả, tác phẩm hay thể loại đều không viển hoa, được in bằng phông chữ mềm mại cùng màu sắc trang nhã, tạo nên sự lôi cuốn, thu hút ánh nhìn của độc giả. Cuốn sách với khổ 20x10cm gồm 230 trang, có 61 chương, mỗi chương chỉ gói gọn trong 4 trang giấy. Từng chương là những mẩu chuyện nhỏ, những mảnh ký ức về tuổi học trò. Môi trường mọi khi có đề tài vô cùng quen thuộc nhưng không hề nhàm chán. Cuốn sách viết về những năm tháng tuổi tươi đẹp của tuổi học trò bậc trung học phổ thông. Đó là những câu chuyện về một nhóm bạn 10 người khi bước vào năm đầu trung học phổ thông, với bao kỷ niệm vui buồn hơn dần bao trò tinh nghịch của tuổi mới lớn. Cuốn sách xoay quanh câu chuyện của 10 người bạn: răng chuột, hột mít, hạt tiêu, tóc ngắn, bạch trai, bắp rang. Các nhân vật trong truyện đều không có tên riêng mà được gọi bằng biệt danh. Đó là cách gọi tên độc đáo của tuổi học trò. Mỗi nhân vật trong truyện là mỗi hoàn cảnh riêng, mỗi cá tính riêng, không thể lẫn đi đâu được. Ấn tượng đầu tiên là răng chuột trầm tính, ít giao tiếp với bạn bè và lực học không được khá. Cậu có hoàn cảnh gia đình khó khăn, dù chỉ là học sinh trung học phổ thông nhưng vẫn phải dành thời gian đi làm kiếm tiền để trang trải cuộc sống nên không có thời gian học tập. Nhờ sự quan tâm và giúp đỡ nhiệt tình của nhóm bạn, từ một cậu con trai lầm lì ít nói, cậu trở nên cởi mở, gần gũi và hòa đồng với bạn bè và cải thiện được việc học tập. Bên cạnh đó, cuốn sách còn đem đến câu chuyện của một cô bé đầy khả tính, có ngoại hình y hệt con trai, mang tên tóc ngắn. Cách cô ăn mặc, đi đứng, nói chuyện, cách suy nghĩ giống như một cậu nhóc vậy. Đó chính là lý do mà tóc ngắn luôn khiến bạch trai lớp phó học tập
là người thích cô bé vô cùng đau đầu vì không biết làm cách nào để cô bé nhận ra tình cảm của cậu. Ngoài ra, ta cũng bắt gặp câu chuyện dở khóc dở cười của Bắc Rang, một cậu bạn có khả năng đánh hơi thức ăn đầy đặc biệt, khiến mọi người thán phục. Cậu vô cùng thông minh nhưng lại luôn giả vờ học kém chất lượng vì cậu không muốn theo ngành y như bố mẹ mong muốn. Lần này, chính người bạn còn đã trợ giúp rất nhiệt tình khiến Bắc Rang giải quyết được câu chuyện hướng nghiệp của cha mẹ. Từ đó, cậu được tiếp tục theo đuổi ước mơ và trở thành một học sinh xuất sắc của trường mọi khi. Là một cuốn sách không mang quá nhiều triết lý sâu xa, những câu chuyện khiến cho những ai đang học cấp 1, cấp 2 mong muốn lớn thật nhanh để được lên cấp 3. Cho những chàng trai cô gái 16 ngọt ngào thấy trân trọng thêm tuổi, những phút giây tuổi xuân tươi đẹp. Cho những ai đã xa thời áo trắng thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc bồi hồi thân quen khi được sống lại những năm tháng đã qua. Lời văn tình cảm trong sáng giản dị, gần gũi, hồn nhiên và vui vẻ, đậm chất học trò của các sự kiện tình tiết truyện nhẹ nhàng, mộc mạc, ngắn gọn, đầy thu hút của Nguyễn Nhật Ánh đã lôi cuốn người đọc vào mỗi câu chuyện. Nhân vật nào cũng có cá tính riêng, để lại ấn tượng đậm nét trong lòng người đọc. Ngôi trường mọi khi đã không còn chỉ là ngôi trường trên trang sách, mà nó còn xuất hiện quanh ta ở ngoài đời thực, để rồi trong mỗi chúng ta bỗng bất giác chợt nhận ra bản thân mình như là một cô cậu học sinh trong ngôi trường mọi khi ấy. Ngôi trường mọi khi đã cho chúng ta nhận ra sự quan trọng của tình bạn trong cuộc sống. Tình bạn giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, vượt lên chính mình, giúp ta hiểu thêm nhau hơn, đoàn kết hơn. Đây cũng là câu chuyện về cách ứng xử bạn bè, nuôi dưỡng và giữ gìn tình bạn chân thành, vô tư, trong sáng, biết trân trọng nhau và cùng giúp nhau hoàn thiện bản thân tốt đẹp hơn trong cuộc sống cũng như trong học tập. Cuốn sách còn giúp cho ta cảm nhận được sự trong sáng và đơn thuần của tình yêu học đường. Đó là khi mà chúng ta có những nét ngây thơ, hồn nhiên, vô lo vô nghĩ và cũng có chút trưởng thành, tò mò, thích thú với những rung động đầu đời. Tình cảm ấy là động lực để con người sống tốt hơn, học tập tốt hơn và hoàn thiện bản thân mình. Bên cạnh đó, cuốn sách này cũng sẽ giúp cho các bậc làm bố, làm mẹ có thể hiểu thêm về những tâm tư tình cảm của con mình khi chúng đang ở độ tuổi dậy thì, giai đoạn mà chúng luôn mong được làm người lớn, được có suy nghĩ riêng của mình và mong muốn bố mẹ hiểu và tôn trọng điều đó. Bố mẹ có thể học cách đồng cảm, trò chuyện để thấu hiểu, lắng nghe và trở thành một người bạn của con mình, từ đó giúp con mình có những định hướng đúng đắn trong tương lai để chúng được sống và theo đuổi ước mơ của chính mình. Hơn nữa, cuốn sách còn giúp cho các thầy cô, những nhà giáo dục hiểu được tâm sinh lý lứa tuổi học sinh. Qua đó, mỗi thầy giáo, cô giáo có thể chia sẻ, tư vấn là chỗ dựa vững chắc cho các em. Ngôi trường mọi khi đã thực sự để lại trong người đọc những cảm xúc trong trẻo, vui tươi, rạng rỡ, giúp chúng ta hiểu thêm về tình bạn, thay đổi bản thân mình tốt hơn. Nó đã khiến cho chúng ta thêm được trân trọng những giây phút ít còn là học sinh, cảm thấy những năm tháng này trở nên ý nghĩa vô cùng. Hãy yêu quý và dành những điều tốt đẹp cho nhau nhiều hơn để mãi là một phần kỷ niệm đẹp trong cuộc đời mỗi người. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, lắng nghe và theo dõi. Xin chào các bạn.